cho chuột nuôi mai. Ông chọc dễ sao quần canh. Đúng không? Sáng nay chuẩn bị đám giỗ, anh Hải ở Bình Dương xuống đám giỗ nhà mình, em chào anh Hải nha. Anh Hải đi sớm lắm cho nên là giờ này anh Hải xuống phụ Lộc Tiên Cúc. Hôm nay bây giờ Lộc Tiên Cúc xong á, cái trưa mình sẽ làm cái nhân bánh ít mặn. Anh Hải đi lúc mấy giờ anh Hải? Chưa, sợ nắng lắm. Dạ. Thôi đi sớm khỏe. Mình lại tiếp tục lại mẹ mình bào củ cải đỏ nữa nè. Bởi nói ủa sao ông Linh cách ly cũng hơi xa. Mà đâu biết có chị cái Linh ở đâu. Ừ. Chị cái này 30 mấy tuổi rồi hả? Cái bị nó không có ở gần đây chứ. Cái nào mình đem dây này vô cái vụ vậy mà chưa tức được. Ai nói giờ tức. Chứ ta nói dư á. Biết cũng trên cái giò ta có khi nào ta ngồi vậy được. Bị khớp hả? Đây là cao rồi. Khớp nè. Giờ con sưng nữa nè. Cũng mua bộ. Chị này về ngồi bằng gì? Nước nào mà nước nóng. Ta nói nó chè nhồi nước cốt á, tôm bóng ráng mình nó một cái bệnh hai nhiều không? Chắc ba bệnh quá, chắc tới ba bệnh. Ba bệnh chắc đầy quá khó rồi không mẹ. Thôi ba đi. Thôi không sao. Cái tô đó là nước đó nước gì chị Ly? Nước sôi mình để cho một muỗng muối vô với dầu. Giờ mình pha bột. Giờ mình để cái này mình pha bột. Chế theo chiếc dĩa, từ từ cái này mình pha bột bằng nước sôi nha. Nhỏ vào cái môi lòng nữa. Hôm nay đám giỗ ba em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn ăn đám giỗ chung với gia đình em đi vui nha. Ngày nay mới chuẩn bị thôi. Mai là mấy ngày giỗ chính. Hôm nay đám giỗ ba thì nhà có gói bánh ít mặn. Cho nên giờ chị Ly pha bột để chút nữa mình gói bánh ít. Bánh ít này hôm nay mình có để tôm khô nữa. Mà tôm khô con cũng hơi lớn quá cho nên là dì ba bầm bầm ra cho nó nhuyễn xíu. Hãy subscribe.
hết vô được. Nhưng miếng ít này đẹp quá trời luôn ta, đủ màu sắc luôn. Để thêm đậu xanh nữa nè, cho nó cái nhân của bánh ít mình nó bùi bùi á, nó béo béo, nó thơm nữa. Mình phải bóp cho nó dẻ.
Đây là bánh ít nhân hộp, bánh ít hộp gói bằng lá, bằng lá dừa nước cả nhà. Rất đẹp. Không biết một mẻ vậy được 50 cái bánh không ta? 50 mà gói chưa hết. Chưa đủ sức phải không? Ở quê á, thì ở miền Tây á, đám giỗ là mình phải gói bánh ít vậy nè cả nhà. Để mình mời khách đi đám á, thì mỗi người mình về mình cho một phần đem về cho con cháu ăn. Hôm nay ở dưới mình á, gói bánh ít hộp vuông vậy nè, nhà xem đẹp không? Mình ăn cái mình chỉ gỡ ra mình ăn thôi. Nhưng mà nó phải khác chứ. Ủa
mỗi nơi ý nghĩa khác nhau. Cái kia là lần đầu tiên ăn, còn cái này là ăn để tưởng nhớ. Nhưng mà cái bữa mà đi bên cậu Út đó là hình như là em với lại người khác chứ không phải người đó, phải không? Thiện Dân á. Dân đó là con của dì thứ tư em. Còn Kiều là con của dì thứ ba. Còn em là con của người thứ hai. À, em gái nhóc luôn á. Tám đứa cái rồi mà. Dì ơi nha. Chúc bà qua ăn cơm á bà Sáu ơi. Chúc qua ăn cơm nha. Để tối qua ca nha. Thấy em gái mình ấy, kênh còn khổ quá. Mỗi lần coi cái clip của nó bằng coi ba cái clip của người ta. Chờ quảng cáo nó dài thôi. Mà sao hôm nay quảng cáo nó dài dữ không biết. Thôi coi clip ít người coi thôi, mình coi là ủng hộ quảng cáo. Mấy chục ngàn, cái trăm ngàn lượt xem. Mình khỏi coi quảng cáo cũng được. Chỉ 5 phút chạy quảng cáo lần. Cái clip có 18 phút gì chứ chạy mấy quảng cáo. Không mà quảng cáo nay sao nó đột nhập vô nhiều dữ. Rồi anh nghe nói là giờ là tự nó đưa vô không á. Thầy Hiển này không quen. Đây. Mồi á, mồi dữ vậy á. Ủa anh nghe có cà khía không? Gì ba khía một bao luôn hả? Ba khía như đó đó hả? Trời ơi.
Đó gì anh? Trình hả? Còn này cái gì? Này anh Hải, bạn em ở Bình Dương. Lấy cái xô đổ cái này ra. Đi có cái thôi. Sáng mới về. Có cái còn sống không? Cái gì bự dữ quá. Cái đây làm cho anh cái đây gì vậy? Đâu tôi túc rồi cả tư. Chị thấy làm như nó bự bự. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. Đâu? Chuẩn bị nha. Quái vật ở kia gì quái thú. Cái này như mình lụa không có cái cho nó đập lộn dữ ta. Rồi cái hùng này hùng gì? Đâu đập hộp coi, đúng không? Đập hộp coi hùng gì đây? Thôi thôi tép. Cái con mực nữa. Tép 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 trong đá. Ủa? Ở dưới là cá. Nè anh coi cá kìa. Đó, cá ngon con, không? Con cái con cá đuối. Giờ con tới vô cho mấy. Nè. Ôi trời đất ơi. Tép ngon quá trời luôn ha. Con nói tại hai nhóc nhỏ. Đây đó. Tại hai nó bự. Nè đây mình ghi lại cái khoảnh khắc này. Để cho con cháu cá về giờ này mới về. Fan Trúc Linh mà biết anh hai chị hai giờ đợi từ chiều giờ để coi nha chị anh hai chị hai Bình Dương từ chiều giờ mừng dịch từ chiều giờ cái đó gì vậy? Trời ơi ngon. Anh hai anh về là toàn là mồi 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 biển. Con trình nó nhỏ nhìn giống con lươn chứ. Ba vô hũ đi để cho thằng Thạch ở đó canh. À, mẹ mấy con cá con đem về trước rồi mẹ cứ tận ăn thoải mái đi. Trời ơi cái này không thôi đâu bận nghe rồi. Bắt một cái hả? Nhà mẹ. Mẹ biết không mà nó bị đi. Đổ đục là cá ta ra nhóc. Nói sao sao mà cái nói hả giờ giờ quốc một bọc vậy nè. Má đem lên thì không có nước đá rộng. Thành ra để con không quên trở được cái gì cả vô trơn. Tét đồ con nói vô hồ. Sáng thôi. Sáng cái này mấy câu cực vậy đó. Chứ thôi vậy. Ở bé bé cứ ở đó nó ăn đi. Định để dặn. Cá chép hả? Chép chép không? Cá chép hả? Cá chép hả? Trời ơi anh hai đem cá cá bị bé phì. Nó ngọt hơn con chép mình. Nè. Kem chép. Không có về đó. Anh hai thấy em chân bình bông nhìn dễ thương mai. Xuống đây hết rồi. Nước cười. Mà nước xuống nhà đi.